Chào các bạn và quý vị khán giả của Vị Trí Chủ TV. Hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2020, trong khi người dân Mỹ chìm vào giấc ngủ, thì ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ ở hai bên đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục tranh cãi và đưa ra những cái thay đổi để hòa hợp được, đưa ra thống nhất chung một cái bản thỏa thuận của cái gói cứu trợ này, và hai bên đã đạt được thỏa thuận vào lúc 1 giờ sáng hôm nay. Thì cái chi tiết chính xác của thỏa thuận chưa được công bố, nhưng về cơ bản á, cái gói cứu trợ này gồm có 2 billion đô la, đó là 2.000 tỷ đô, và trong đó có 250 tỷ đô được chuyển trực tiếp vào cá nhân và gia đình, 50 tỷ đô cho trợ cấp thất nghiệp. Ví dụ các bạn ở nhà không đi làm thì có thể đăng ký apply cho EDD sở thất nghiệp để đăng ký thất nghiệp, và nếu cái tình trạng kéo dài thì cái bảo hiểm thất nghiệp đó sẽ được lấy từ cái quỹ này. Rồi 350 tỷ đô dưới dạng cho vay cho những doanh nghiệp nhỏ, và 500 tỷ đô cho những công ty chịu thiệt hại vì dịch bệnh. Cái gói cứu trợ này về cơ bản á là những người mà có thu nhập thấp á, dưới 75.000 đô thì sẽ nhận được 1.200, còn những cặp vợ chồng mà có tổng thu nhập dưới 1.500 á thì sẽ nhận được 2.400 đô. Và mỗi người con trong gia đình đó sẽ được nhận là 500 đô. Còn nếu có thu nhập cao hơn thì cái khoản trợ cấp sẽ được giảm dần, và người độc thân thu nhập quá 99.000 và những cặp vợ chồng thu nhập trên 198.000 đô sẽ không nhận được trợ cấp. Có nghĩa là những người thu nhập cao á sẽ không có nhận được trợ cấp. Theo sở thuế đó, IRS, thì 90% người Mỹ sẽ có đủ tiêu chuẩn để nhận những cái trợ cấp này. Và những người mà nhận trợ cấp phải thuê khai báo cái tax return của năm 2019 hoặc là 2018 thì mới cho thế mới biết, và để gửi những cái tờ check đủ tiêu chuẩn hay không để nhận. Và những người mà có thu nhập quá thấp mà không khai thuế thì trong cái bill á sẽ có những cái chi tiết hơn để họ có thể nhận được hay không, thì cái sau này sẽ bên chính phủ sẽ thông báo và chúng ta sẽ thêm những cái chi tiết đó để biết được là nếu mà mình không có thuế vì thu nhập quá thấp thì có nhận được như thế nào, thì họ sẽ công bố sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì theo như quá trình này thì các bạn người dân Mỹ sẽ không nhận được at least là đến tháng 5, là tháng 4 này chắc chắn là có thể không nhận được, vì quá trình xử lý thì phải đó là đầu tháng 5 mới nhận được. Theo theo đài CNN đó, thì cái gói cứu trợ này và quá trình xử lý thì những cái tờ check gửi đến người dân là phải là at least là phải đầu tháng 5. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt.